các bạn nha. Bữa nay là theo yêu cầu của khán giả là mình cũng tiếp tục quá trình hồi xưa chưa. Nói chung là cũng mình cũng lợi hại hồi xưa chút, mình cũng làm cái tâm nha các bạn. Tôi mình ý là mình thấy cái tay mầm vậy là biết làm món gì rồi. Thì anh chào em nghĩ rồi mà anh bố anh cúc phụ làm cái canh không? Chiều nói chú là ông thật chứ. Anh thịt cái canh cho cả hai em mình nha. Ở đây không phải mình đeo gương máy với mình. Ở đây trời nắng gì chiều nghe không bạn? Ở nắng gì chiều mình đeo gương tối thì mình hiểu được. Chiều xuống rồi. Rồi chiều xuống. Chiều xuống rồi. Nhiều khi mình đéo thể hiểu được, nhiều khi mình đéo thể hiểu. Bữa nay làm gì mà ngon? Ai gì hết? Học cái gì chứ? Sao nói bữa nay là ấm thở, làm ấm thở, đeo gương đồ gương, đồ gương, mà gương nhìn nó thấy không mà sao nó đeo gì nó không thấy hả? Trời ơi, gương đồ nó hai lai đồ đẹp chứ? Bây giờ là ấm thật mà làm gì vậy cha đấy? Để theo kêu là đúng là ấm thở, là khó đeo nhiều không? Đó, ông nằm nữa là về con tư rồi không? Đó, là ấm thật mà. Không, nhớ, 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 đồ phải phẩm là đang đông dây, nó đông dây vậy. Sao tấu rồi, chú cháu? Tấu nữa nè. Ừ. Tấu rồi, chú nấu. Ông đây, ông thầy cháu đây mà. Đâu, bây giờ là mình chuẩn bị trầm dưỡng không? Không làm các bạn. Từ. Bây giờ là cho mình một người trao coi. Đúng rồi. Đâu. Là hay quá, chết thiệt. Chúng thấy gì chết thiệt lạ hơn. Bây giờ rửa đeo ngàn, rửa đeo lọc cho các bạn. Mình là lật rêu nha. Đây là chanh nha các bạn. Rửa đây là ớt. Ớt chanh nhỏ, cái ông thằng Thái với ông Ngầu là ớt chanh rồi. Mình là ra thịt nha các bạn. Mình đó anh ta thấy Thôi, ông đừng có mà mồm điêu nhá. Ông làm thì ông nhận mẹ đi. Đúng là bố mày kinh. Không nữa. Không đẹp mà. Tôi hồi giờ 40 tuổi, quả gần 50 tuổi, 50 tuổi mà cũng chưa tới cái tuổi này. Chưa thấy tuổi học như thế này. Nghĩa là cái xương này nó bị cắn nhỏ ra rồi sao mình. Bữa nay là coi như tôi 50 tuổi đầu mà coi như chưa thấy cái tình trạng nào như thế này các bạn. Lâu lỗ mà cái này. Các bạn nhớ tới thế mà có hay thì cũng cho một lượt đăng ký, một lượt xem, một cái thế nha các bạn. Bây giờ là mình đã làm cái canh xong đây. Bây giờ mình có cầm trên tay là ba củ. Đây. Ba củ nha. 1 2 3 nha các bạn. Mình đặt cược mà hai thằng thánh ăn cái canh là hai anh em của mình đã ăn cái canh luôn lắm. Mình bán đây là coi như nếu mà thằng nào ăn một đây, trong đây là có hai mâm. Mâm cũng nhiều lắm các bạn. Đứa là bao nhiêu chén đây. Đấy, các bạn nhìn xem, mâm to đây. Thì mấy cái chén đây 2, 4, 6, 8, 9 chén mà thằng nào mà ăn hết trước là được thưởng 3 củ nha các bạn. Đây 3 triệu tính tiền tiền Việt Nam. Đây 3 triệu đây. Đấy, bây giờ mình đi kêu nghe các bạn nhé. Đây tạm thời mình bỏ đây. Đâu hai ông Thánh này chiếc canh đâu? Hai ông Thánh này hả? Ồ hai ông Thánh. Hey, 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 hey.
xong mình đang chi trong một người người ấy. Chào anh. Các anh em giang hồ trùng giám tay. Giang hồ gốc nè. Giang hồ gốc, giang hồ gốc thì mới có được công sức như thế. Vỗ tay, vỗ tay. Giang hồ gốc mà giang hồ em cho được. Giang hồ là mình phải ra mua công sức là bữa nào. Nhiều tiền ấy. Đó là bình thường lắm, nó đắt tiền lắm. Mình thấy cũng ấy chứ. Do tôi cũng đặt cái mạng ấy bạn, mình kêu cánh giang giờ đi. Mình coi thử bác hai làm. Rồi cho đứa tí canh nó ngủi. Vâng. Mình đi phải có thông thái nha các bạn. Giống như ta. Đó. Vậy đó. Vậy là các bạn. Vậy là mình mang chiếc trái chiếc phải là đấy không? Để là người ta chúng mới ốm mình nha các bạn. Ở đây đồng mang về để rước nó mình ra nhớ các bạn. Ở đây mình lại hại ông chưa. Thôi, ông đừng có mà mồm điêu. Đây là có gì là... Đây, bây giờ là mình có thể là vô bàn các bạn. Mình thấy tiền là mình hai rồi. Rồi. Vô nào mình lật kẹo các bạn. Đồ mình đưa. Cộng như thích đây chắc khó ấy hả? Bây giờ là cho chọn mâm. Bây giờ ngầu vậy luôn, chọn gì nữa? Không, chọn chứ. Chọn. Cái đây cầm xuống là đừng có dính lên nha. Ê. Cộng như kia mình lớn quá rồi. Má to. Mấy ngày rồi đó. Nó dọn bữa nay tao mượn đi đám cưới bữa nghe. Đâu. Có gì mình cũng bỏ số tiền đây nghe. Sao anh? Một người là anh hết một mâm. Mà nếu mà anh kiếm được mà coi như ngừng được kiếm một người mà ba kiếm nữa là được làm tiền đây. Ba kiếm. Một mâm chỉ là ba chiếc. Không, mình tự xử nha bạn. Rồi mà nếu mà không được thì quan tiền lại. Chứ cũng chẳng qua cho tiền nước thôi. Được chưa? Đó. Còn lúc mà ba chiếc hết là ai nào em thiếu mãi chứ không phải. Còn không thiếu mãi cái đây rồi cho nó cho đứng qua nó thêm lắm các bạn. Đâu, ba cụ đây. Ba cụ luôn, giữ cho. Một nè, tấm đàng hoàng nè. Hai nè. Ba nè. Rồi thấy rõ chưa? Lấy đồng hồ là canh vô rồi. Hay là em thất bại thôi. Em thất bại rồi. Tâm giờ thì bao nhiêu phút? Ủa phải giật quá. Bao nhiêu phút? Thấy ngọt không? À quên. À, muốn đem nhập lại từ xấu. À chứ. À nãy giờ thì coi chuyện đâu ai đi. Ấm mà nào cho nó cũng không đen các bạn. Mà kính mình đen bây giờ sập kính xuống á, giờ không thấy dư sáng rồi đâu. Không. Đây nghe các bạn, đồng hồ mình bây giờ là đang không phong nè. Đâu là tính đen đèn chanh rồi vô. Không tính phong đèn chanh. À vô mình nặng nhớ. À. Cho anh người tháo cái vô anh em ơi. À đèn chanh mình vô. Nhớ đây. Vô chanh nha các bạn, cái gì còn nó mình phải vô chanh cái. Còn ớt là anh nào muốn ăn, anh nào mà không muốn thì không nha. À. Còn phải ép. Mình vô chút mắm niêm nè các bạn. Đây là em cục phi, đây là các bạn thông cảm nha, không có reo rồi, chạy reo là em không kịp nha các bạn. Cạch tính nè, cục phi cạch tính á. Nhiều khi cục reo vô đang lạc cái coi như cái con đồ bạn hút khớp thành. Không, mình ra mình ra xuống nước, xuống đồ ngay. Mình nước ngay. Đồng hồ không không đây nha các bạn. 1 2 3 vô. Đâu đồng hồ nháy này. Bắt đầu này. Rồi mình tỏ ra. Mình tỏ ra. Em chọc. Lấy luôn gà. Anh giữ đấy. Từ từ mình tỏ ra. Nghe á. Trời số tiền nói chung là tiền nó cũng không đã ấy rồi nhưng mà bình tĩnh rồi nó nghe. Trời ơi, năm mươi chứ cũng. Ôi cây gì? Cái cây càng hơn con heo mà. Thiệt, mấy bạn coi. Cố lên, bên này đó, cố lên, bên dưới chiền, cố lên, chiền, cố lên đi các bạn ơi. Đây các bạn nhìn nè, đây đồng hồ chưa được 1 phút các bạn. Mà cái mâm nó rất là nhiều nghe. Trong đây nếu các bạn tính dĩa là không biết bao nhiêu dĩa đâu, tầm phải có 10 dĩa chứ không ấy. Mấy dĩa chứ. Thử ăn được cái nhìn xem mà nhìn được. Bên tội mạnh mà cũng nhẹ chơi, nó phút đi. Nuốt, gắng cố gắng lên, nuốt trọng ơi.
hết, hết rồi, bên kia hết rồi. Đây các bạn, đây một khúc, hết một mâm, hết một mâm, không có bỏ, hết một mâm các bạn, rồi vô chiêu, vô, rồi chiêu một, rồi rồi rồi, lộn nữa các bạn, trời mạnh quá các bạn ơi. Dừng bút ra đây, dừng, đâu đây, mình cũng bấm nha các bạn. Đây một phút 50 giây. À. Nói cái anh đây là nữa rừng mà giờ thách đấu miết mà không lại nha các bạn. Được, mình thất bại nữa bạn ơi. Đây cũng hết chứ không phải không, nhưng mà em chậm. Không phải là không hết. Đây nè, còn mà anh đây là coi như ba chén anh đấy cũng hết luôn rồi, mà cái mâm của anh còn chặt luôn không? Mà nếu đây, các bạn cô. Mà nếu mà nhiêu đây là mình chưa đã, có thể là mình ăn ba chén nữa các bạn. Ui dồ, cái mã đại chén này. À, bây giờ nếu vậy á là anh đây là trước khi ấy là sao có thua tiền đây cho anh đây ạ? À? Anh thua phải sao? Rồi là anh sẽ khiến mãi cho ba chén nữa. Ba chén tiếp. Anh đây một mâm như là ba chén rồi nghe. Đây nè, 1, 2, 3 nè. Đấy. Mà bây giờ anh sẽ khiến mãi tiếp. Không kịp. Hấp cái nước. Mình ăn thì không kịp. Bây giờ mình có tập võ, có táo đeo tặng quà thì mang mình sao cũng kịp. Không, nhưng mà mai thì thi với anh. Đúng rồi. Chừng nào mà anh thua là anh thi nữa thằng đây. Đây, bây giờ là mình không phải là nói ấy nha các bạn. Mình nói là mình khiến mãi 3 chén là phải có 3 chén nha các bạn. Rồi, giờ mình sắp vô mình 3 chén khiến mãi. Đúng không? Có mũi rồi dữ hả? Mũi không? Là trao số tiền ra anh nha. Không, đó, mình quốc 3 chén đây cho anh em rồi coi cho không, đỡ mình nổi láo. Rồi, từ còn có gì cái số tiền này bỏ túi cái hả? Cho nó ấy nha, cho không đỡ đậu nữa rồi. Anh em rồi. Đại ca! Đại ca! Đại ca! Em trao dạng thương này cho đại ca! Em bái phục! Đây là thánh, anh cái căn nha các bạn. Thánh không? Phải gặp thánh không? Đại thánh! Đại thánh! Đại thánh, em trao số tiền này. Bây giờ cũng nói chung là mình cũng phải đại thánh gì các bạn. Nói chung là cái do cái miệng mình lanh hơn chút thôi chứ cũng có thánh gì hết. Cũng đen cũng lại. Không lại. À, cổ quên đi. Cổ, nó dục mà. Ông dục liền nha. Sao dục liền là cho tao, nè nó dục qua tao thấy mày lại. Ê, em bạn giờ trao cho anh bốn mình là mình đã thua rồi. Mình chắc đọt đây, chắc cục, chắc đất á. Thua đâu? Đây là chai nè. Đây các bạn, một chai các bạn. Hai chai các bạn. Rồi, các bạn. Đây. Anh làm cái gì không nhớ tin nữa. Là từ nay trở lên rồi là thôi đấu nữa là sạch đấu phải là chắc. Anh một mâm với là chắc ba chiếc. Nói chung ấy, mình kiếm được ba chai các bạn. Thì nói chung là cũng đồng nghiệp. À, muốn chia đấy, là bây giờ mình chia sẻ cho chú xéo nó là 5 tỷ. Uống cà phê nè. Uống cà phê. Thấy ok chưa? Đấy. Đâu quá. Đấy, bây giờ là mình anh, anh có tình nghĩa vậy thôi, em cũng trao giải cho anh. Có tổng dây chuyền của em cũng tình nghĩa, em cũng trao cho anh. Cái đây anh cũng nói thiệt, đây là chắc anh giữ mít tới với ạ. Rồi, bây giờ là mình tiếp tục các bạn. Rồi, nên, mãi, đây là khứng mãi vậy không? Là 3 chén khứng mãi các bạn. Bỏ mắm rồi chưa? Rồi, giờ chứng mắm rồi em hả? Hầu giờ không lấy được 3 triệu, lấy 3 triệu nó rung chừng nào. Rung, không có tay của mày, tôi thấy rung mà. Đâu, vô, khiến mãi này. Đó. Một phát, chén còn nhiều lắm nha các bạn. Đây nè, đây nè, không phải ít đâu. Một miếng, một ngậm mà không hết mà. Đó. Phải 3-4 ngậm mà. 2 phát. Đâu, em xem mà cũng tấn như là. Mấy bạn thấy có thèm không? Buồn quá các bạn. Em cái máu mình ảo em là không thấy cái miệng nó không có ớn, nó ngon cái miệng ngon ấy. Ngon. Ừ. Em không kịp. Thật quá. Canh của nó ngon, tao nhìn thấy chú này ngon mà. Đúng không? Chút nữa tao phải test thử. Là một mâm đó. Là một chồng chén nha các bạn. Không còn gì đó bên này. Không, quá xuất sắc. Ngon quá. Được á. Được. Đâu đi rượu ơi. Mình test đi rượu cho chú các bạn.
Dạ bác. Rồi xin chào các bạn thấy hay thì nói cho mình một à, nói chung là giờ anh hai mình thấy vậy anh muốn thách đố với anh bốn nữa bạn à. Đúng. Chuyến sau là có thể là mình thách đố với lợn em mình tại giờ không giờ chưa có. Giờ mình chưa cái nghe chưa thách đố chưa đấu với lợn em mình. Mai đây là có thể là mình sẽ đấu lợn em mình một bữa. Đấy. Rồi nếu mà mình e thì không thể nào mà thằng đây nói được mà mình thua là mình sẽ gặp anh thằng đây để lấy dạ dạy như nhiều dạy ba nhiều thì cứ cân ra số tiền người dễ chia với nhau nếu dạy ba thì cỡ 100,000 dạy gì 2 triệu dạy 3 triệu nhau dạy nhất 3 triệu đâu đâu dễ anh bạn mang bạc chào các bạn ha thấy hay không hay gặp lại anh em là thấy hay cho mình một like một share các bạn chào các bạn còn anh